Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018, người lao động được nghỉ 3 ngày, nhu cầu đi lại tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tăng cao. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thành phố yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, dự thảo luật đặc khu, luật an ninh mạng, quản lý chặt chẽ các trang web, trang fanpage, yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động không chia sẻ, tương tác với các trang web có nội dung tiêu cực, huy động sự vào cuộc của nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nắm chắc tình hình, rà soát lên phương án tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, có phương án xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, huy động tối đa quân số, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các phương án đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các điểm du lịch, lễ hội, sự kiện, nơi thờ tự, trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, địa bàn đông dân cư, đông công nhân. Lực lượng công an triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự công cộng, an toàn phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tại địa bàn, tuyến đường trọng điểm, nhất là khu vực diễn ra các sự kiện, lễ hội, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông, các hành vi chống người thi hành công vụ. Các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm lịch trực ban, trực lãnh đạo trong những ngày nghỉ lễ, nắm chắc tình hình ở cơ sở, thông tin báo cáo kịp thời với cấp trên những vấn đề phức tạp, vướng mắc phát sinh để có hướng giải quyết. Để nâng cao hiệu quả xử lý rác, đảm bảo môi trường tại bãi rác Khe Giang theo quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030, thành phố Uông Bí đã đầu tư trạm xử lý nước thải công nghệ tiên tiến với giá trị đầu tư gần 15 tỷ đồng, công suất 100 mét khối một ngày đêm, có thể xử lý toàn bộ nước rỉ rác của bãi chôn lấp rác tại Khe Giang và nước rỉ rác phát sinh từ nhà máy xử lý chất thải rắn do công ty cổ phần Việt Long làm chủ đầu tư. Trạm đã tiến hành chạy thử từ tháng 6 năm 2018, dự kiến trong tháng 9 năm 2018 sẽ đưa vào vận hành chính thức. Ngoài ra, nhằm chủ động phòng chống ứng phó với mùa mưa bão năm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án công trình gia cố đắp bờ bao các hố chứa rác đã hết công suất, thi công hệ thống thoát nước mưa từ khu vực sườn đồi phía Nam để tránh nước chảy tràn vào các hố chôn lấp rác. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo đơn vị vận hành trạm xử lý nước rỉ rác tiến hành bơm toàn bộ nước rỉ rác từ các hố chôn lấp cũ về xử lý khi trạm đi vào hoạt động, chỉ đạo công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Uông Bí thực hiện việc phủ đất trồng cây tại các hố chôn lấp đã hết công suất, có biện pháp xử lý không để nước rỉ rác thẩm thấu ra môi trường. Yêu cầu công ty Việt Long sản xuất phân vi sinh từ mùn rác đã qua phân loại. Về giải pháp lâu dài, thành phố cũng tổ chức thực hiện đề án phân loại rác từ đầu nguồn, hạn chế đưa rác chưa phân loại vào xử lý tại nhà máy rác Khe Giang. Theo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố về quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn các xã phường cho thấy, nhiều nghĩa trang không có quy hoạch chi tiết, lại tiếp giáp với khu dân cư nên công tác quản lý của chính quyền địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng lấn chiếm đất được giao, xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra. Ban quản trang chưa có quy chế hoạt động cụ thể, chưa lập niêm yết kế hoạch thu chi rõ ràng đầy đủ. Một số nghĩa trang không có ban quản trang, kinh phí tu bổ đường giao thông và nghĩa trang, các hoạt động quản lý vệ sinh môi trường đều do nhân dân tự đóng góp và thực hiện. Nhằm tăng cường quản lý các nghĩa trang theo đúng quy định của nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các xã phường tiếp tục siết chặt quản lý về đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang, thường xuyên kiểm tra giám sát, ngăn chặn kịp thời hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất, các trường hợp an táng ngoài khu vực nghĩa trang, xây dựng quy chế hoạt động của ban quản trang, lập kế hoạch thu chi dịch vụ mai táng theo quy định, đồng thời công khai bảng giá dịch vụ cho nhân dân được biết, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng, nhà chờ trong khu vực nghĩa trang, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi hình thức mai táng phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất chôn cũng như kinh phí mai táng. Ngày 1 tháng 9 năm 2018, thành phố Uông Bí sẽ tổ chức khai trương đưa chợ Cảnh đi vào hoạt động. Thời điểm này chỉ cách ngày khai trương một tuần, không khí chuẩn bị của ban tổ chức, các hộ kinh doanh đang hối hả khẩn trương. Theo ban quản lý chợ, hơn 50 quầy hàng kinh doanh cố định và 9 quầy hàng lưu động đã được các hộ tổ chức doanh nghiệp đăng ký và hoạt động tại chợ. Trong đó có phong phú các ngành hàng như kinh doanh hoa đá, hoa lụa, hoa tươi, hoa cây cảnh, hạt giống, cây giống, đồ gỗ mỹ nghệ, cá cảnh, chim cảnh, thú cưng, bàn ghế đá, chậu cảnh, hòn non bộ, đồ gốm sứ.
Ngoài ra, tại chợ sẽ có các gian hàng ô cốp, gian hàng giới thiệu đặc sản vùng Tây Bắc, các dịch vụ như thú y, tư vấn kỹ thuật trồng cây. Ngay sau khi đơn vị thi công hoàn tất các hạng mục hạ tầng, nhiều hộ kinh doanh đã tiến hành công đoạn thiết kế, lắp dựng thiết bị, trang trí bảng biển, đèn, hình ảnh quảng cáo, sắp xếp giá kê hàng hóa. Trong đó, biển quảng cáo được ban quản lý chợ thống nhất với các hộ, đơn vị kinh doanh làm bằng chất liệu gỗ theo mô hình chợ quê. Một số gian hàng đầu tư vẽ tranh tường nghệ thuật để trang trí không gian thêm sinh động, bắt mắt. Nhiều gian hàng trưng bày bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chậu cảnh, đồ gốm sứ, đồ cũ, đồ cổ đã cơ bản hoàn tất công đoạn trang trí, đồng thời tập kết trưng bày hàng hóa tại chợ. Các gian hàng còn lại, hộ kinh doanh cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thiết kế không gian. Khoảng ngày 26-27 tới là cao điểm để các hộ tập kết sản phẩm hàng hóa về chợ trưng bày, kịp chào đón sự kiện khai trương chợ. Hiện ban tổ chức lễ khai trương chợ cảnh đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị liên quan đến điểm đỗ xe, giấy mời đại biểu, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang hệ thống cột, đường dây điện, các viễn thông, khu vực phía ngoài cổng chợ đảm bảo mỹ quan. Chợ cảnh thành phố Uông Bí sẽ chính thức khai trương vào 8 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2018, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, sôi động cũng sẽ được tổ chức như triển lãm sinh vật cảnh, cây cảnh nghệ thuật, hội thi tiếng hót chim chào mào, triển lãm giới thiệu đồ cũ, đồ cổ. Đặc biệt vào tối ngày 31 tháng 8 tại chợ cảnh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng với sự tham gia của các ca sĩ và vũ đoàn nổi tiếng. Thực hiện dự án thí điểm nuôi gà ri vàng rơm tại thành phố Uông Bí, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc nuôi gà ri vàng rơm cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố đã phổ biến kiến thức hướng dẫn quy trình vệ sinh chuồng trại, nơi chăn thả và dụng cụ chăn nuôi, cách chăm sóc gà ri vàng rơm theo từng giai đoạn, quy trình, bảo quản và ấp trứng, quy trình chăn nuôi gà ri thương phẩm. Dự án thí điểm nuôi gà ri vàng rơm được triển khai tại 20 hộ chăn nuôi thuộc 6 phường xã trên địa bàn thành phố. Dự án thực hiện trong thời gian 14 tháng, tính đến hết tháng 8 năm 2019. Dự án có quy mô 4.600 con gà ri, trong đó có 3.000 con gà thịt và 1.600 con gà sinh sản. Tổng trị giá dự án là hơn 2 tỷ đồng, thành phố dành trên 400 triệu đồng để hỗ trợ 100% chi phí con giống và 30% chi phí thức ăn, phần còn lại là do người dân đối ứng. Mục tiêu của dự án nhằm khuyến khích người dân thành phố nhân rộng đàn gà ri vàng rơm, qua đó nâng cao dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình, cũng như tạo ra món ăn đặc trưng để phục vụ khách du lịch đến Uông Bí. Sôi nổi hấp dẫn bổ ích là những ấn tượng mang lại từ sân chơi sau giờ thứ 8 kỳ 3 năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Uông Bí mới đây. Ba đội tham gia sân chơi gồm Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Uông Bí, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên và Công đoàn Công ty Cổ phần Phương Nam. Các đội trải qua 4 phần thi: lời chào công nhân, kiến thức pháp luật, nhịp sống công nhân, Rubik công nhân. Để hoàn thành tốt các nội dung thi, mỗi đội chơi đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng. Ngoài nội dung thi dành cho ba đội, sân chơi sau giờ thứ 8 còn tăng tương tác với khán giả qua phần vui cùng công nhân với trò chơi vận động tập thể và bốc thăm trúng thưởng. Kết quả sau 4 phần thi, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Uông Bí xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về Công đoàn Công ty Cổ phần Phương Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên giành giải ba. Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2004 đến nay, sân chơi sau giờ thứ 8 vẫn là một chương trình hấp dẫn, bổ ích và hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người lao động. Đây là lần thứ hai chương trình diễn ra tại thành phố Uông Bí, qua đó giúp người lao động tiếp cận những quy định mới về pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết, thúc đẩy đơn vị doanh nghiệp ngày càng phát triển. Khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí có 350 hộ dân, chia thành 8 tổ dân cư. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở khu 1 được triển khai bằng các việc làm thiết thực, trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng ngày vào buổi chiều, tối, không khí tại nhà văn hóa khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đều vui vẻ, náo nhiệt bởi các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như dưỡng sinh, bóng bàn, ca múa, nhảy dân vũ. Từ các cụ cao tuổi cho đến thanh thiếu nhi, ai cũng hào hứng tham gia luyện tập.
anh em hội viên câu lạc bộ rất nhiệt tình tham gia với tinh thần thể thao, trung thực cao thượng và rất là khỏe. Các cụ già cũng tham gia, các cháu nhỏ tham gia đến đây rất hay, rất nhiệt tình. Để có không gian thu hút đông đảo nhân dân đến tập luyện, tham gia nhiều hình thức sinh hoạt tập thể bổ ích lành mạnh, khu 1 đã chủ động sáng tạo trong tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ. Công trình nhà thể thao, phòng đọc sách này là một ví dụ điển hình. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế của người dân, cuối năm 2016, khu đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và trên 300 hộ dân đóng góp 203 triệu đồng để xây dựng. Qua 2 năm đi vào sử dụng, công trình vẫn phát huy tối đa công năng, tạo không gian học tập rèn luyện sức khỏe lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Việc vận động kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như phục vụ công việc chung tại khu 1 luôn gặp thuận lợi bởi yếu tố công khai, minh bạch. Những cái việc làm dù là nhỏ nhất, chúng tôi cũng công khai để dân biết, dân làm, dân bàn và dân kiểm tra. Đến đâu là chúng tôi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, chúng tôi niêm yết tại nhà văn hóa khu dân cư. Công việc mà chúng tôi hoàn thành cụ thể và nó người ta nhìn thấy nên là ta rất là đồng tình ủng hộ. Một điểm chung dễ nhận thấy tại 8 tổ dân cư của khu 1 đó là bộ mặt các tuyến phố luôn xanh sạch đẹp. Các gia đình có ý thức cao trong giữ gìn vệ sinh chung. Đã thành nề nếp, cứ vào sáng sớm chủ nhật hàng tuần, người dân trong khu lại ra quân tổng vệ sinh tại nhà văn hóa trên dọc các tuyến phố, tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hành động tự giác của nhiều gia đình. Tất cả mọi người đều xuống đường và đều chung tay để mà thực hiện cái môi trường xanh sạch đẹp ở khu dân cư cũng như là ở khu nhà văn hóa, khu phố. Cho nên là lúc nào vào cái ngày chủ nhật hàng tuần hoặc là những ngày bình thường như thế này, khu phố lúc nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. Vốn là khu dân cư có truyền thống hiếu học, những năm qua, khu 1 phường Yên Thanh luôn quan tâm chăm lo đến việc học tập, rèn luyện của con em các gia đình. Từ nguồn quỹ khuyến học, khu kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Nhận được sự quan tâm từ gia đình, địa phương, đa số các em học sinh của khu đều phấn đấu học tốt, chăm ngoan, đạt nhiều thành tích cao. Chỉ tính riêng năm học 2017-2018, khu có trên 100 học sinh giỏi các cấp, đỗ đại học. Đi đôi với khuyến học khuyến tài, khu 1 cũng luôn coi trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các chương trình, báo công tại đài tưởng niệm Bắc Hồ, tham quan nhà truyền thống, thư viện thành phố, thăm nhà lưu giữ hiện vật cổ được khu tổ chức hàng năm giúp các em học sinh có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu về quê hương Uông Bí anh hùng. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, trân trọng và giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Cấp ủy chi bộ khu 1 cùng toàn thể đảng viên của chúng tôi cũng đã được nghiên cứu, được quán triệt tất cả các cái chỉ thị của Trung ương cũng như là của tỉnh đảng bộ và đảng bộ thành phố về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cái phong trào của địa phương thì khu 1 là một khu dân cư luôn luôn dẫn đầu trong tất cả các cái hoạt động cũng như là các cái hoạt động về phát triển kinh tế chính trị xã hội của địa phương. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình của khu 1 để các khu khác trên địa bàn chúng tôi học tập và noi theo. Với những sáng tạo trong phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh, khuyến học khuyến tài, nhiều năm liền, khu 1 phường Yên Thanh đều được công nhận là khu văn hóa tiêu biểu. Khu 1 cũng là tập thể điển hình trong học và làm theo Bác trên địa bàn thành phố Uông Bí.